các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Libi TV của hai đứa mình. Và hôm nay kênh của tụi mình đã đạt được cột mốc 30.000 người đăng ký rồi đó các bạn. Cho nên Linh với Bình đã đặc biệt chuẩn bị con cua hoàng đế này. Bây giờ Linh mời các bạn cùng ăn mừng với vợ chồng Linh nha. Bỏ qua tất cả các bước rườm rà khi chế biến, bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi vào phần xơi nó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ vợ chồng mình trong khoảng thời gian vừa qua. Và Linh mong rằng trong khoảng thời gian sắp tới thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ kênh của Linh và Bình nha. Wow, cái con này mình mua là nặng 2,4 kg các bạn. Oh. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Nói về ăn con cua. nó tự trôi ra luôn. Trời ơi các bạn ơi, nhìn đã quá. Trời, mình cắt hơi lẻm vào thịt đó nhìn. Và để ăn chung với cua hoàng đế thì mình đã có chuẩn bị một chén muối ớt xanh rồi. Ngoài ra mình còn ăn chung với bắp nữa nè các bạn, bắp Mỹ, mỗi đứa một trái. Nào anh ơi, chấm đi rồi mình cùng cạn cua nào. Thấy chưa, yeah. Con chưa. Và đây là cái món mà mình cực kỳ thích. Đây, cạn cua. Cho nên là hôm nay mình sẽ ăn cho các bạn thấy nó ngon cỡ nào. Cạn cua chúc mừng. Vô. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. 30.000 người theo dõi. Nuốt nước miếng. Trời ơi, anh ơi, con cua này là bữa giờ trong tất cả các con cua hoàng đế thì cái con này là con ngon nhất đó các bạn. Cái thịt nó cực kỳ ngọt luôn. Mình sẽ lên nặng lên nó một miếng chanh, một ít chanh. Wow. Ước gì con lòng bia nữa là ba chén. Quá đã. Mình đố các bạn biết là mình mua con cua này bao nhiêu tiền. Hiện tại cua hoàng đế đang rất là mắc các bạn. Mình đã hỏi qua tất cả các nhà hàng cũng như là các chỗ bán hải sản thì họ đều báo giá mình là từ 2,4 triệu tới 2,9 triệu một ký. Cái đây khoảng mấy tháng thì nó chỉ có khoảng tầm 1,6 triệu, 1,5 triệu một ký thôi. Mà mua cua sống thì nói chung là cái giá nó hơi ché đó, cho nên là mình đã quyết định mua cua ngợp. Mà cái chất lượng cua thì y như cua sống luôn các bạn. Quá ngon. Và mình đã mua con cua này ở trang Facebook Ghiền Hải Sản. Các bạn có thể lên Facebook đánh chữ Ghiền Hải Sản thì sẽ ra cái shop nha. Không cần kéo, chỉ cần kéo, chỉ cần túc nó ra là nó ra thật rồi các bạn. Mình có việc nói chuyện đi. Ngon quá. Theo mình á thì cái món cua hoàng đế này nè, các bạn đừng có làm chiên bột hay là làm chiên nước mắm hay là cái gì sốt chua ngọt gì hết á. Các bạn cứ để về và hấp lên là ăn là cực kỳ ngon. Mình ăn rất là nhiều món về cua hoàng đế này rồi, nhưng mà khi họ chế biến xong á, mình ăn tới cái thịt đó thì nó không ngọt mà nó đắng đắng, nó có vị mặn của biển. Con cua này ngon quá anh ha. Ngon thiệt chứ. Ôi nãy giờ mình nói, mình chưa nói giá cho các bạn. Thì mình mua con cua hoàng đế ngợp này với giá là 980.000 một ký. Và cái con này nặng 2,4 kg thì có giá là 2,310.000. Sau khi đã chế biến thì shop giao tới cho mình luôn, mình không cần phải luộc luôn. Anh sẽ ăn cái càng nhỏ này và cho em. Anh không ăn bắp hả? Cái chân bự. Và anh sẽ dùng cho em ăn bắp. Bởi vì anh đã hay ăn cơm. Lúc mà mình đăng cái clip sò tai tượng lên đó, thì có một cái bạn vô comment là nói là mình nướng tiền vào đồ ăn và không có làm nên tích sự gì hết. Thì mình nói thật với các bạn luôn là mình đã coi cái nghề ăn uống giống như là cái nghề của mình vậy á. Và mình cực kỳ nghiêm túc với nó luôn các bạn. Và hiện tại thì ở Việt Nam cái nghề ăn uống chưa có thật sự là thịnh, nhưng mà bên Hàn Quốc thì nó đã thịnh rất là lâu rồi. Và những cái video của mình phục vụ cho những người cô đơn
họ không có bên cạnh gia đình, không có ai ăn cùng, thì họ coi những cái video ăn uống này giống như là họ đang ăn chung với một người nữa, cho nên là nó giúp giảm sự cô đơn đối với họ. Và mình rất là vui, rất là thích khi mà làm những video ăn uống này. Anh cho có thịt nữa nè. Có gì đâu, nướng tiền và đồ ăn cũng là một cái mà nhiều người nhà muốn mà không được. Đúng rồi, có những người họ bị biến ăn đó các bạn. Linh lên làm YouTube được khoảng 1 năm rưỡi rồi, và có nhiều bạn nhắn tin cho Linh nói là nhờ những video của Linh mà có cảm hứng để ăn nhiều hơn, tại vì họ bị chán ăn, họ không muốn ăn gì hết. Rất là vui khi mà nhận được những cái tin nhắn đó. Đó rồi. Tuyệt vời quá. Là cái gì cũng vậy, cũng có người khen, người chê, người thích, người không thích. Thì người thích thích thì họ sẽ khen, bởi vì họ thật sự cần và họ cảm thấy giải trí và họ cảm thấy hay. Còn những người mà không thích ở cái mảng này á, thì họ lại nói là mình xàm. mình xàm thiệt. Và anh, cái phần ở trong của nó cũng nhiều thịt lắm rồi. Cái thịt đó là đó giờ chưa ăn luôn, cục cục cục. Tại thường mình mua cua đông lạnh đó các bạn, giống như là ở trong cái phần body nó là không hề còn thịt luôn á. Bây giờ thì ăn cua tươi, cua mới ngợp, cho nên là nó còn thịt các bạn ơi. Ăn thử nè. Trong đây nó có chân con nữa nè. Có mấy cái chân con này các bạn, bé tí tí tia, lấy cho bạn coi. Ủa là cái sao ta sẽ chân này là từ từ móc nó bự hơn nó sẽ mọc ra đúng không? Mấy anh này hay đánh lộn nhau lắm các bạn. Mỗi lần đánh lộn là rụng hết mấy cái chân, cho nên là trong khoảng một khoảng thời gian nó sẽ mọc lên những cái chân mới. Phần này anh ăn thử cái da nó ngon lắm. Dạng cái da ở trong nè, cái phần này nè, nó dai dai. Anh chỉ thích ăn những gì mà con mắt anh nó cho phép thôi. Wow, trong đây cũng khá nhiều thịt nha. Cái này là cái này là để thở người ta. Ừ, cái phổi mình phải bỏ, cái phần phổi này là mình phải bỏ nè. Là phần phổi của nó nè các bạn, phải bỏ đi. Phần phổi là cái phần dơ của con cua các bạn. Mình sẽ lấy cái phần thịt ở trong đây ra, cho em một cái kéo đi. Nói chung là làm YouTube cũng cực lắm đó các bạn. Nhiều khi các bạn thấy các bạn YouTuber đem máy đi quay từ chỗ này tới chỗ kia cũng là một cả một cái sự cố gắng đó. Chứ không phải là họ đi làm những cái chuyện mà vô bổ đâu các bạn ơi. Nghề YouTube thì chỉ mới thịnh hành ở Việt Nam khoảng 1-2 năm gần đây thôi. Và nhiều người, không phải ai cũng có kiến thức làm, cho nên là hiện tại mình thấy nhiều hội nhóm hoặc là cá nhân lợi dụng cái công việc làm YouTube này xin lời này mà lừa đảo, nhất là BOTV á. Cho nên là các bạn hãy cân nhắc trước khi mà tham gia hoặc là nghe lời ai dụ dỗ nha các bạn. Không có việc gì mà không bỏ sức mà thu lại. Đúng rồi. Kinh tế các bạn. Đều quá thật đúng không? Cái chân này thì hơi ốm nè. Nhỏ xíu rồi. Thịt ở bên trong này ăn nó không có ngon bằng thịt chân. Nó không ngọt bằng luôn. Nó có sớ sớ nhưng mà nó không có dai bằng. Đây nè. Nó sớ thịt luôn á. Mà nó không có dai lắm. Nó hơi mềm. Nó mềm chứ không phải bở nha các bạn. Mình kết cái chỗ bán cua hoàng đế này rồi đó các bạn. Trước đây mình đã từng mua một con 2,8 kg, 2,3 kg, đó là mua giá với giá là khoảng 2,2 triệu đó. Về thịt rã luôn các bạn. Mình nhớ ở đó là mình mua ở hải sản Hoàng Gia. Và lúc đó mình nhắn tin cho các bạn mà trực khách hàng á, mình nói là sao nói là cua tuy là ngợp nhưng mà chất lượng thịt ok, nhưng mà khi mình mua về nó bị thúi, nó bị rã ra luôn. Và nó không trả lời luôn các bạn. Nên các bạn có thể cân nhắc mua cua ngợp thì tìm cái chỗ nào mà uy tín, mà dạng như họ có bảo hành cho mình á, hãy mua ha. Và sẵn đây cảm ơn Viện Hải sản đã bán cho mình một con cua rất là ngon. Rất là ngon. Đối với cái món cua hoàng đế này thì mình chỉ thích ăn hấp thôi. Và đây là đúng cái sở riêng của mình. Cho nên là mình sẽ tập trung ăn nhiều hơn các bạn. Đây nha, thịt của nó rất là nhiều.
cực kỳ nhiều luôn các bạn, thấy không? Cực kỳ nhiều. Hôm bắp nay do gấp gáp quá cho nên là Linh không có chuẩn bị dưa leo. Bắp nè. Bắp thì không phải là sở nghiệp của anh. Các bạn có thấy chồng mình nó nhiều không? Mấy clip trước thấy ảnh nó nhiều quá trời luôn. Cho nên là bây giờ mình sẽ không nói nữa các bạn. Mình sẽ tập trung ăn các bạn. Cái món nào quá mà ổng không thích á, ổng kêu em ăn đi, anh nói cho. Còn tới cái món này ổng thích, bắt đầu ổng kêu mình nói đi để ổng ăn cho. Nói vậy chứ hồi nãy mình cũng ăn hai chén cơm rồi. Cũng no. Cũng rất là no. Mặc dù vậy mình cũng có thể chén hết con tôm này thưa các bạn. Con cua á ơi. Mấy con cua này. Làm ẩm thực mà giới thiệu đồ ăn tùm lum hết. Thật ra thì về ẩm thực mình không có làm các bạn. Linh thì Linh rành hơn mình. Mình chỉ ăn ké Linh thôi. Mà khi mình ăn ké thì mình sẽ chọn lựa các bạn. Mình sẽ chọn lựa những cái món nào mình thích thì mình sẽ ăn nhiều. Món nào mình không thích mình sẽ kiếm kèo chạy trốn. Ăn khôn quá ha. Quá khôn luôn á. À, bình thường thì cái việc mà mình xuất hiện trong video á, mục đích chính là để hoạt nát. Nhưng hôm nay mục đích chính của mình vô cái video này rồi là để mình ăn. Cái phần gạch của nó mình thấy nó đắng đắng các bạn. Có nhiều lúc đắng đắng mà phần thịt ngon lắm. Có nhiều lúc mình nói chuyện vui vui, mình cho các bạn thấy thoải mái giải trí. Nhưng mà có một số bạn đưa chửi mình quá trời nên là mình buồn quá. Thật ra là trong mỗi người ai cũng có cái tính sân si hết các bạn. Khi mà đọc những cái bình luận chửi như vậy á, là mình muốn vô mình chửi lại liền. Nhưng mà mình suy nghĩ á, tại sao có rất là nhiều bạn yêu thương mình, comment khích lệ mình mà mình không trả lời comment của các bạn, mà mình lại đi trả lời những comment vô văn hóa đó. Cho nên mình xóa đi những cái comment vô văn hóa đó, và mình hứa là trong thời gian sắp tới mình sẽ trả lời comment của các bạn nhiều hơn nha. Mình thì mình không có xóa comment, mấy cái comment vô văn hóa bạn. Này, thường thường ai chửi mình á, lóc luôn. Mình sẽ ẩn người dùng khỏi kênh. Và mình sẽ không cho họ có cơ hội chửi mình nữa. Những cái bạn họ quá rảnh rỗi, họ không có gì làm cho nên họ ở nhà, họ bị ức chế á. Xong rồi họ mới lên mạng, họ tìm những cái video họ chửi. Tại vì họ là những người khuất mặt mà, mình đâu có biết mặt mũi họ đâu. Cho nên dù họ có chửi mình như thế nào đi nữa, họ cũng không cần phải chịu bất cứ cái trách nhiệm nào hết. Ngộ các bạn, có nhiều người nghĩ cái xã hội này luôn luôn có lỗi với mình các bạn. Hộ thì mệt quá. Thật ra là không có ai làm gì hết á. Nhưng mà lại buồn đời hận đời. Ai không buồn bản thân mình trước đi ha. Đúng không? Mệt quá. Dẹo các bạn đó. Ở đây bán ngon quá. Chắc ít bữa nữa mua ăn nữa các bạn ơi. Ngon. Bà như thường lệ, 30 giây cuối cùng mình xin em cắt đó. Cho quảng cáo đi. Nói đẹp đi. Không, mình không quảng cáo nhưng mà mình xin chia sẻ cái tâm sự của mình mà. Dạo gần đây thì hai vợ chồng mình á có quay một cái kênh mới. Để cho anh nói. Anh... Ủa? Ủa con hả? À? Ủa? Trời ơi, ăn em, gì? Em hãy cho anh nói. Em hãy cho anh nói đi mà. Là... Mệt mỏi luôn á. Mình rất là buồn các bạn. Mình thì phụ trách bên cái kênh Quê Primiti. Nhưng mà cái kênh mình phụ trách đó, không ai vô coi hết. Mặc dù mình là cố gắng quay rất là đẹp và cố gắng chỉnh sửa mọi thứ đều rất là ok. Nhưng mà không có ai vô coi hết á. Cho nên là mình nghĩ là trong đó sẽ có rất là nhiều khuyết điểm. Nhưng mà bản thân mình sẽ nhận không ra. Thì các bạn hãy vào xem kênh của mình và đưa ý kiến của tất cả mọi người để mình khắc phục cái kênh đó ngày càng một đi lên. Bởi vì nó mình mang cái nét đẹp của quê hương mình giới thiệu với mọi người. Thì ủa, mong là anh ăn gì uống gì vậy anh? Chưa ăn hết mà. Nói tới đâu quên tiêu rồi. Quên luôn đi. Thì nói chung là tóm lại là mong mọi người hãy ủng hộ và truy cập ngay vào Quê Remedy để xem mình làm cái gì đó nha. Và ủng hộ mình nhiều nhiều nha. Thật sự là em rất buồn. Đang bị si chết. Các bạn biết không? Cái tình hình chung của những cái người mới bắt đầu làm YouTube, bắt đầu một kênh mới là sẽ không có view. Và bản thân mình cũng vậy, từ ban đầu khi mà Linh mới làm YouTube á, Linh đếm từng subscribe một các bạn.
Có nghĩa là trên cái F5 liên tục, nó tăng một người nữa rồi, tăng một người, tăng một người nữa rồi. Mà ngày này qua ngày nọ, vài tháng đầu là cứ vậy không. Mình chỉ cần tăng một người đăng ký thôi là mình cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Hiện tại cái kênh của anh Bình mới làm được một tháng chung với lại hai người bạn của anh, thì mới đó mà đã lên được vài chục ngàn người rồi, có gì anh thấy buồn. Trong khi đó em nè, cái thời gian mà em mới bắt đầu nè, có anh, nhưng mà lúc đầu em kêu anh quay cho em, anh không chịu quay. Nói chung là bây giờ mình rất là stress các bạn. Các bạn hãy để bên stress cho mình nha các bạn. Stress. Mắc cười lắm các bạn. Tại vì á, cách đây khoảng 1.5 năm mà lúc mà mới bắt đầu. Lúc mà mới bắt đầu làm asthma á, là không ai ủng hộ mình hết, ngay cả chồng mình cũng không ủng hộ mình luôn. Lúc đó mình rất là stress về công việc, cho nên là mình hay đi coi những cái video về asthma để giải trí, thì mình nói này vui nè, làm thử à. Cho tới lúc mình làm thử á, mình cảm giác càng làm càng vui các bạn. Mình kêu chồng mình quay, có lúc mình phải năn nỉ gian xin lại lục ảnh nó mới quay. Nhưng bây giờ ngoan rồi, dù có đang ngủ như thế nào cũng ngồi dậy quay hết á. Chào các bạn, hẹn gặp lại. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ kênh của mình nhé. Anh kỳ quá, em nói chuyện mà nó năn chân đứa đi. Xin chào các bạn, kết thúc chương trình tại truyền hình đến đây là hết. Và nếu ai thích video này thì hãy cho một like, còn không thích thì cũng đừng bấm dislike và hãy chia sẻ và theo dõi kênh của mình nhé. Thôi quê rồi, buồn rồi, không nói chuyện lắm. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để quay một cái video để chia sẻ về những kinh nghiệm tại truyền hình đến đây là hết, chia sẻ những cái kinh nghiệm về rồi các bạn. Để nói rồi mình sẽ bao giờ còn lại chúng ta sẽ dành cho quảng cáo. Anh nghiêm túc không? Anh nhảy cho em tới chiều luôn. Giờ em đã làm anh trễ 2 tiếng đồng hồ rồi. Thú thật với các bạn là mình đã xếp kèo hôm nay là đi sinh nhật một người bạn. Nhưng mà 8 giờ đi sinh nhật. Bà bắt mình ngồi đi ăn với bà 10 giờ rồi. Mà bà cho bắt hà. Bắt không? Mình cảm thấy rất là buồn. Ăn nhiệt tình nhất luôn á các bạn. Mặc dù vậy mình đã ăn hết hai cái chân. Và kết thúc chương trình là chương trình đến đây là hết. Em có muốn nói nữa không? Muốn. Thì xin chào các bạn, mình đi trước. Sắp tới mình sẽ cố gắng sắp xếp để chia sẻ với các bạn một số kiến thức về làm YouTube cũng như asthma. Mong là các bạn sẽ ủng hộ tụi mình trong các khoảng thời gian sắp tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nhé. Kênh của tụi mình nhé. Kết thúc chương trình đài truyền hình ở đây là hết.